Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì clip ngày hôm nay thì tiếp tục chia sẻ một chút về cái vấn đề việc học của con cái ở Nhật Bản nó như thế nào. Thì con cái việc là vào sang Nhật Bản là vào tháng 12 năm ngoái, và ở Nhật Bản thì là cứ vào tháng 4 là nó sẽ nhập học. Thì con cái việc là 5 tuổi rồi, thì ít tháng nữa thời gian tới là nó đạt 6 tuổi thì nó sẽ là vào trường tiểu học đó. Thì cái việc học thực sự thấy rất là lo lắng, bởi vì cái việc đăng ký học nó rất là lằng ngoằng và nhiều thủ tục, đặc biệt là cái thủ tục đăng ký học là nó đăng ký ở Nhật Bản nó đăng ký sớm lắm, tháng 4 học nhưng mà có khi là tháng 11 là đăng ký rồi đó. Thì thấy việc sang đây thì cũng đang còn nhiều thủ tục về công việc, rồi là đang còn dự tính là có chuyển chỗ làm hay không. Thì bây giờ thấy việc vừa mới chuyển lên đây là vào ngày 14 tháng 2 đó. Thì ngày 14 tháng 2 để mà ngày 14 tháng 2 đi đăng ký trường học cho con là thực sự gọi là trễ rồi các bạn ạ. Trễ lắm rồi, bởi vì con người ta là bây giờ là chỉ có đi học mà thôi, đăng ký hết cả rồi. Đó. Trễ nhất là tháng Giêng đã phải đăng ký hết rồi, mà bây giờ con mình 15 tháng 2 chuyển nhà lên đây mới đăng ký. Thì cái việc vừa tự mình đi đăng ký một phần, vừa nhờ những người quen của mình họ giúp đỡ về tiếng Nhật, vì nó rất là nhiều thủ tục đó. Lên trường rồi lên si, rồi là đi mua đặc đồng phục, rồi là đi mua dụng cụ, rồi là đủ thứ chuyện, lên ngân hàng, nói chung là cũng rất là rắc rối nhiều thủ tục. Nhưng mà nói chung là nếu ai mà có trình độ tiếng Nhật vừa vừa thì cũng đủ để đi đăng ký được, không sao. Còn nếu mà muốn thuận tiện hơn thì những cái người giỏi tiếng Nhật nó sẽ làm cái thủ tục nó nhanh hơn đó. Bởi vì có nhiều cái thuật ngữ ở trên trường nó giải thích mình cũng không hiểu được đó, nhiều cái từ vựng để. Thì đăng ký thì về cơ bản thì mặc dù trễ thì trễ về mặt thời gian, nhưng mà nói chung là tên si hay là trên trường họ luôn luôn tạo điều kiện tối đa đó. Mặc dù có, miễn là các bạn cứ sang trước thời điểm nhập học là được đó. Thì khoảng tầm tháng 4, ngày 10 tháng 4 nhập học đi, thì khoảng tầm giữa tháng 3, cuối tháng 3 các bạn, ví dụ như các bạn chuyển nhà hay là các bạn sang Nhật thì con cái vẫn đi học bình thường đó. Thì hôm vừa rồi thì con thấy việc cũng lên trường, rồi cũng gặp thầy hiệu trưởng, nói chung là mọi người tư vấn rất là nhiệt tình đó. Thì chỉ còn một vài thủ tục nhỏ nhỏ nữa thôi ha. Còn đồng phục thì đạt rồi. Thực sự là bên này thì tiền học phí thì nó không phải nóng, nhưng mà thực sự các cái khoản khác cũng rất là tốn kém các bạn ạ. Ví dụ thay việc vừa mới đặt cái bộ đồ này cho con ha. Cái bộ đồ này là trong này là cái áo vest. Cái áo vest này là 2 triệu một cái các bạn. Đắt lắm. Đó. Nó học thuộc đó. Cái áo vest nhìn đơn giản thế này mà. Đó. 2 triệu. Đó. Thì cái đồng phục hôm qua thấy việc đặt là lựa chọn cái gói rẻ nhất rồi đó. Đây là các bạn có thấy không đây? Chắc là nhìn ngược ha. Đây là 331. Hôm qua là phải là thanh toán 331 tiền đồng phục. Bao gồm một cái áo vest, mấy cái áo thun với hai cái quần. Quần là rất là đắt, cái 4-5 sen à. Đó. Quần giống như quần đùi ở nhà mình bán cái 50 ngàn, bây giờ bán cái triệu. Đắt lắm. Thì nói chung là sang Nhật thì đúng là tiền học phí nó phải nộp. Nhưng mà cái việc nhập học của con đây chỉ mới là cái đồng phục là 3 mang mốt là 6 triệu rồi. Bây giờ đi mua dụng cụ là khoảng tầm 2 mang nữa là 5 mang là 10 triệu. Rồi ngoài ra nó sẽ rất là nhiều thứ, như là mua cặp, mua cái cặp là tầm 2-3 mang rồi đó. Cái cặp sách nữa là khoảng tầm 2-3 mang là thành 15 triệu, 7 mang. Rồi các cái thứ khác nói chung là khoảng tầm 20 triệu các bạn ạ. Bởi vì mua sắm bento, mấy cái đồ ăn cho con, rồi là mũ nón sắm thêm, rồi là giày, rồi là sau này còn mua đồ thể dục thể thao, đồ đánh bóng chày các thứ, nói chung là nhiều lắm. Tiền học thì không tốn bao nhiêu, nhưng mà cái tiền để mà để cho con đi học, những cái thứ râu ria xung quanh nó rất là tốn kém đó. Thì cũng phải là đi học ở Nhật, con đi học ở Nhật là sướng lắm đâu, không có sướng đâu các bạn đó. Ở Việt Nam nói chung là có đóng học phí đúng không, nhưng mà chẳng hay bao nhiêu đâu, một năm hay còn tầm mấy đó thôi, nhưng mà cái việc mua sắm mọi thứ rất là nhẹ nhàng. Còn ở đây mua sắm một cái áo 4-5 sen, cái áo vest sơ sơ là triệu à gì một mang là 2 triệu rồi, cũng căng. Thì thay vì chưa biết sắp tới là có những cái khoản gì nữa, nhưng mà tạm thời thấy là cũng rất là tốn kém.
Đó, tiền học phí thì cũng đóng à. Còn hỗ trợ thì thực sự mà nói nhà trường cũng chỉ hỗ trợ trên ủy ban quận thì hỗ trợ cho con một tháng được một mang đó, thế thôi chứ cũng chẳng có thấy hỗ trợ gì cả đó. Thôi thì để các bạn biết được, các bạn nếu ai có dự kiến đưa con sang Nhật học thì các bạn cũng biết được ha. Về thủ tục thì nó hơi lằng ngoằng nhưng mà họ sẽ tạo điều kiện hết sức, chỉ cần chỉ lằng nhằng một cái là em nào không biết tiếng thì nó hơi khó khăn thôi, còn biết tiếng thì không có cái gì là ấy cả, khó khăn cả. Đấy. À, đây là con học lớp 1 nha, con học mẫu giáo là còn khó đó, nhưng mà các bạn phải chú ý là con mình ở đâu là phải học ở đó. Đấy. Thế việc là tìm cái nhà này á là rất là khó khăn, bởi vì là mình xác định là con mình phải vào cái trường đó rồi là phải tìm nhà trong cái khu vực đó, chỉ cần chật khoảng là 10 mét thôi là nó không cho đó, cái địa chỉ nó khác cái là nó không cho đó. Chứ không phải là ở ta là thích trường nào thì đăng ký trường đó, không, đây không có, ở đâu phải học ở đó, học đúng tuyến để con đi bộ từ nhà tới việc đến trường có hay có 600 mét, con cái phải kể cả lớp 1 ba mẹ không được phép đưa con đi học, bắt buộc phải tự đi đó. Trong tuần đầu tiên thì có thể là đưa đi, nhưng mà tuần thứ hai trở đi là không được phép đưa đi nữa, mà con phải tự đi, người Nhật cái gì tự làm hết đó. Còn con thấy việc vào tiểu học thì dễ, nhưng mà còn ở trường mẫu giáo thì khó lắm. Trường mẫu giáo là phải xét duyệt nữa kìa, bởi vì cái số lượng học sinh nhiều quá mà trường thì ít đấy, cho nên là để vào cái trường của nhà nước ấy là khó, nó xét duyệt giống như đầu đại học ấy. Đầu hồ sơ vào trường mẫu giáo là khó như là đầu vào trường đại học đó. Rồi học mẫu giáo ấy, thì tiền nó còn căng hơn nữa các bạn, một tháng 5-6 mang chi phí tiền học các bạn đó. Mẫu giáo là mất tiền học phí nha, nhưng tiền tiểu học là không. À, bởi vì mẫu giáo nó còn phụ thuộc vào các bạn học tư hay là học nhà nước tùm lum nữa, thì cái đó nó có những sự tốn kém riêng. Thôi, thôi việc chia sẻ thôi, clip dài rồi, thôi việc hẹn gặp lại các bạn một clip sau nha.